Vâng, xin chào tất cả anh chị và các bạn. Trong video này thì tôi sẽ hướng dẫn các anh chị một cái nội dung, đó là cách thức chúng ta lựa chọn thị trường ngách và những cái sản phẩm độc đáo để bán hàng. Đây là những cái phần nội dung vẫn là thuộc phần mục cơ bản. Bởi vì chúng ta muốn bán hàng thì việc đầu tiên là chúng ta phải trả lời câu hỏi là chúng ta bán cái gì. Mà bán cái gì ở trên mạng thì bây giờ có quá nhiều thứ để bán, đúng không? Thì ở đây là cái video này hướng dẫn về việc lựa chọn thị trường ngách và những sản phẩm độc đáo. Thì đầu tiên là sẽ trả lời cho câu hỏi là thị trường ngách là gì. Thế thì chúng ta có thể hình dung thị trường ngách theo cách như thế này. Ở điện thoại thông minh nhá, điện thoại thông minh là thị trường chính. Thì điện thoại cho người già là thị trường ngách. Đấy, tức là thị trường ngách ở đây tức là thị trường mà phục vụ cho một tập khách hàng hoặc một nhóm khách hàng cụ thể mà không lớn, đúng không ạ? Một cái nhóm khách hàng rất đặc biệt, nhỏ trong một cái tập khách hàng lớn. Tôi đã lấy ví dụ rồi, điện thoại thông minh là một thị trường lớn thì điện thoại dành cho người già là một thị trường ngách. Chúng ta có thể hiểu nôm na như vậy. Hoặc là gì? Giày dép là thị trường lớn, đúng không ạ? Thế nhưng mà giày dép dành cho người tiểu đường, hay là giày dép dành cho người big size lại là một thị trường ngách. Hay là quần áo là thị trường lớn, nhưng mà quần áo dành cho người big size hay quần áo dành cho bà bầu là thị trường ngách, đúng không? Chúng ta có thể hiểu nôm na như vậy. Thế thì đây chính là một trong những cái chiến lược để giúp chúng ta có thể là bước vào thị trường, chúng ta có thể kinh doanh tốt hơn, hay là chúng ta tránh gặp những cái rủi ro về việc cạnh tranh quá lớn. Bởi vì đối với thị trường ngách thì cái cạnh tranh của nó sẽ có xu hướng là thấp hoặc là cạnh tranh ít, đúng không ạ? Ít người bán, ít người mua. Ưu điểm của nó là như vậy, nhưng nhược điểm của thị trường ngách tức là gì? Nó sẽ không tăng trưởng được quy mô ở cái mức độ lớn. Và sau này nếu như chúng ta mà làm thành công thì chúng ta sẽ cũng không kiếm được nhiều tiền đâu. Chúng ta không tăng trưởng được đâu, bởi vì cái quy mô thị trường nó nhỏ. Nên chúng ta hết sức là lưu ý nhá. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể tìm được cái thị trường ngách phù hợp với mình? Thì điều này cũng không phải là đơn giản. Thì nó phụ thuộc vào kinh nghiệm và trải nghiệm của các bạn. Thì tôi khuyên rằng các bạn nên suy nghĩ về những cái thị trường chính. Sau đó các bạn tìm cho mình một cái thị trường ngách. Đó. Và thứ hai nữa là các bạn hãy xem cho là mình có khả năng, có cái tài năng gì để mình có thể làm được và làm tốt cái công việc đó. Thí dụ như là các bạn biết làm tranh, làm ảnh thì các bạn có thể vẽ, đúng không ạ? Các bạn biết làm đồ handmade thì các bạn có thể làm. Đấy cũng là một cái hướng để các bạn có thể làm thị trường ngách cho mình. Đó. Chúng ta phải nghiên cứu khách hàng. Chúng ta phải nghiên cứu khách hàng để chúng ta tìm ra những cái thị trường mà chúng ta đáp ứng cho cái thị trường đó. Thị trường ngách có thể được phát triển theo cái cách là đáp ứng một cái tập nhu cầu nhỏ. Và thứ hai nữa là sau đó là chúng ta có thể là gì ạ? Đi xử lý những cái vấn đề của cái thị trường lớn. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng phương pháp hớt váng theo mùa vụ. Thì hớt váng theo mùa vụ, thí dụ như là trời nó rất là lạnh, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể bán áo giữ nhiệt. Nhưng mà hết lạnh cái là chúng ta không bán được nữa. Thì đấy là một cái dạng hớt váng theo mùa vụ, chứ nó cũng không phải là thị trường ngách. Đấy. Thế thì các bạn có thể kết hợp với Google, kết hợp với Facebook, kết hợp với SEO để các bạn tìm ra thị trường ngách cho mình cho nó phù hợp. Và khi mà các bạn làm thì các bạn cứ suy nghĩ về cái điều đó, đúng không? Thế thì các cái sản phẩm thị trường ngách mà trước đây rất là khó bán, nhưng bây giờ nhờ có Facebook bán rất là dễ. Ví dụ như là thuốc, đúng không ạ? Hay thuốc đông y, một số cái dòng thuốc đông y cụ thể nào đó, như là da liễu hay là trị nám hay là dạ dày hay cái gì đó, đúng không ạ? Thế rồi thì các bạn có thấy là những cái sản phẩm như ở trên mạng là bán đủ thứ, hay là đi buôn rác theo cái nghĩa nói vui của một cái nhóm đối tượng bán ở trên mạng, bán rác thương mại điện tử, tức là bán rất nhiều thứ lằng nhằng, kiểu như là thuốc chống hôi miệng, hay là thiết bị làm trắng răng, hay là những cái đồ dùng thông minh trong gia đình, vân vân. Rồi thì đồ bơi cho mùa hè, đồ tập gym, hoặc là đồ lót sexy, thế nào vẫn là đồ lót. Đồ lót cũng là một thị trường mà tôi nghĩ là cũng là tương đối ngách rồi. Thế nhưng mà đồ lót sexy, tức là chuyên kiểu cách cầu kỳ diêm dúa, rồi thì nó nghịch ngợm này kia, đúng không? Thì đấy lại là một cái thị trường nó cũng rất là đặc biệt, nó còn nhỏ hơn nữa. Đấy, hoặc là đồ mặc nhà, nhưng mà đồ mặc nhà bằng lụa. Đồ mặc nhà bằng lụa lại còn là thêu, đúng không ạ? Hay là đồ thêu tay, vân vân. Tất cả những cái như vậy thì chúng ta hiểu rằng đó chính là thị trường ngách. Và chúng ta cũng có thể hướng tới những cái thị trường nông thôn hoặc là những cái thị trường tỉnh, nhưng mà phục vụ một cái nhu cầu cụ thể nào đấy của một cái nhóm khách hàng nào đấy.
đúng không ạ? Đồ trẻ em, nhưng mà đồ trẻ em thì phục vụ cho nhà giàu hay là phục vụ cho người nghèo, chỉ một nhóm thôi, đúng không? Hiện nay thì các cái khách hàng người ta chi một vài trăm triệu một tháng chạy quảng cáo để bán đơn hàng cũng không phải là ít. Đấy, những cái đồ handmade, những cái đồ thủ công hoặc là những cái đồ mà người ta tự làm ra, người ta tự làm ra đồ ăn, đồ uống, đồ may họ làm rất là nhiều. Tôi sẽ chia sẻ với các bạn một cái case study. Điển hình đây là anh bạn tôi cũng học hỏi từ anh ta thôi. Đây là một người rất là giỏi. Anh ấy học ngành thiết kế thời trang ở Pháp về và anh ấy làm thời trang rất là thành công ở Việt Nam. Thế nhưng mà cái thời trang ở Việt Nam thì anh nói là nó không thỏa mãn được cái niềm đam mê về sự sáng tạo. Bởi vì cái xu hướng thời trang ở Việt Nam thì mình cũng nó cũng lành lành thôi, nó cũng chưa được sáng tạo theo một cái hướng là nó kinh khủng. Và thứ hai nữa là chúng ta không chủ động được về trang thiết bị cũng như là về nguyên vật liệu. Chính vì thế là anh đã sang Thượng Hải để anh ấy start up cái công việc của mình, tức là bắt đầu khởi nghiệp. Và anh ấy chọn một cái hướng đó là làm đồ jean, bởi vì anh ấy phân tích là đồ jean là một cái đồ mà nó rất là độc đáo và phục vụ cho một cái tập khách hàng là dân chơi, nghịch ngợm, cá tính, khỏe mạnh, một cái nhóm khách hàng mình nói vui trên mạng gọi là play dân ấy, nhưng mà bán cho cái thị trường Hồng Kông, Thượng Hải và Bắc Kinh. Và anh ý đã làm những cái sản phẩm vô cùng độc đáo, đúng không ạ? Một cái sản phẩm áo hay một cái sản phẩm quần short bằng jean, anh ấy thêu, anh ấy đục, anh ấy khoan, anh ấy cắt, anh ấy làm rất nhiều công đoạn phức tạp mà như anh ấy mô tả với tôi. Thì tôi thấy là phải là anh ấy rất là có hiểu biết sâu sắc về ngành thời trang. Anh ấy đã làm được việc đó. Và mỗi một cái sản phẩm anh ấy tung ra, một mẫu sản phẩm chỉ tung ra từ 2 đến 3 sản phẩm thôi. Và bán hết thì thôi không ra nữa. Cho nên một cái sản phẩm của anh ấy, anh có thể định giá cao. Thì đấy cũng là một cái hướng mà anh ấy nói rằng là tại thị trường Trung Quốc, tại thị trường Hồng Kông mà rất nhiều cái đối tượng mà người ta sang tận nơi, người ta mua hàng của anh về anh làm theo nhưng cũng không làm được. Bởi vì cái mức độ phức tạp và mức độ thủ công của sản phẩm rất là cao. Đổi lại thì anh ấy sẽ bán được với giá cao và khách hàng người ta rất là yên tâm và tự tin vào cái sản phẩm của họ. Bởi vì cái tính khác biệt của sản phẩm. Chính vì cái sự khác biệt như vậy thì anh ấy có đưa một cái chiến lược giá, đấy là giá sẽ tăng từng ngày. Ngày đầu tiên anh ấy tung sản phẩm ra, anh ấy có thể bán với giá $150. Anh ấy xác định là sản phẩm này có thể bán được với giá $300 thì anh ấy sẽ tung ra. Mỗi một ngày anh ấy sẽ tăng $5 hoặc tăng $10, tùy, đúng không? Ví dụ như là $150 ngày hôm nay, ngày mai là $160, ngày kia $170, ngày kia $180. Cho đến khi đạt đến mức $300 thì anh ta dừng lại. Và nếu khách hàng mua vào thời điểm nào thì khách hàng sẽ mua được cái giá đó. Và chính vì nó không có cái sản phẩm thứ hai, thứ ba, nó rất là ít, rất là hiếm, cam kết và cái tính thủ công, tính sáng tạo về thời trang nó rất là cao, cho nên khách hàng đã mua sản phẩm. Thế thì tôi sẽ tóm tắt lại cái phần nội dung bài giảng này. Tức là nội dung của tôi muốn truyền tải hai ý là nếu như các bạn đang không biết kinh doanh gì thì các bạn có thể lựa chọn thị trường ngách cho mình, hoặc là lựa chọn những cái sản phẩm độc đáo cung ứng cho một cái tập khách hàng nhỏ, cụ thể nhưng mà đối thủ và thị trường đang bỏ qua. Nếu các bạn tinh ý, các bạn nhìn vào thì có rất nhiều những cái sản phẩm như vậy để có thể làm đáp ứng được cái yêu cầu của họ. Hiện nay thị trường bỏ ngỏ rất nhiều. Chúng ta có thể nghiên cứu, chúng ta có thể nhìn nhận rất nhiều những cái sản phẩm và dịch vụ chúng ta có thể làm được. Từ đó là chúng ta cung ứng cho họ một cách bài bản và chuyên nghiệp, hoặc là chúng ta cũng có thể làm từ từ chúng ta làm lên, đúng không? Rồi. Thì tôi vừa chia sẻ với các bạn cái bài học như vậy thì cũng muốn góp thêm một vài cái ý nhỏ để các bạn có thể hình dung ra về thị trường, cái cách chúng ta sẽ kinh doanh, đúng không? Nếu như các bạn gặp khó trong cái việc lựa chọn sản phẩm hoặc lựa chọn thị trường ngách, hoặc nghiên cứu và phát triển thị trường ngách cho mình thì có thể liên hệ với giảng viên tại địa chỉ phananhonline@gmail.com/phananhonline để được tư vấn thêm và hỗ trợ. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video bài học này. Xin chúc cho các bạn nghiên cứu và lựa chọn cho mình một sản phẩm dịch vụ thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin cảm ơn.